Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Viettel tại vòng 5 V League đã mang tới nhiều gợi ý dành cho huấn luyện viên Chu Xie. Giống như hầu hết các trận đấu từ đầu mùa giải 2023, Hoàng Anh Gia Lai của huấn luyện viên Kiatisak đã nhập cuộc với thế trận phòng ngự phản công. Hàng thủ 5 người được che chắn bởi bộ ba tiền vệ trung tâm hoạt động năng nổ là Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang và Minh Vương. Phía trên hai tiền đạo Brandao và Paolo cũng liên tục di chuyển để pressing và tìm kiếm khoảng trống. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Viettel tiếp tục theo đuổi lối chơi chú trọng kiểm soát bóng và phối hợp ngắn. Quyết tâm ấy được thể hiện ngay từ đội hình ra sân khi đội bóng thủ đô sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với dàn tấn công toàn gồm những cái tên đã sát cánh từ lâu như Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Tiến Anh, Văn Hào. Điều thú vị là đội bóng muốn chơi áp đặt thế trận lên đối phương lại chỉ có duy nhất một bàn thắng nhờ quả penalty. Trong khi đó, đội chủ động phòng ngự ghi được tới 4 bàn thắng theo 4 kịch bản khác nhau. Sự nhuần nhuyễn và hợp lý đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 4-1 của Hoàng Anh Gia Lai trước Viettel. Hệ thống 5-3-2 mà huấn luyện viên Kiatisak sử dụng khỏa lấp được những điểm yếu và phát huy được các điểm mạnh của học trò. Hoàng Anh Gia Lai phòng ngự rất vững vàng và mỗi đường lên bóng đều có ý đồ rõ ràng. Ngoài ra, họ còn tận dụng tốt các tình huống cố định. Còn Viettel dù có nhiều tuyển thủ trong tay nhưng vẫn chưa thực sự quen với lối chơi mới. Nhiều tình huống tấn công của nhà cựu vô địch V-League khởi đầu khá thanh thoát nhưng đến pha xử lý quyết định lại lúng túng và thiếu chính xác. Màn trình diễn của câu lạc bộ Viettel gợi ra những liên tưởng đến U22 Việt Nam trong những trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Nhà cầm quân người Pháp muốn các học trò kiểm soát bóng và thực tế đã có những trận đấu U22 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Nhưng đó cũng là thông số duy nhất mà đoàn quân áo đỏ nhìn hơn đội bạn. Còn lại U22 Việt Nam thua kém cả về số pha dứt điểm lẫn số bàn thắng. Đáng buồn hơn, các học của huấn luyện viên Chu Xie không một lần tìm được mảnh lưới đối phương trong suốt 3 trận đấu tại Doha Cup 2023. Việc áp dụng lối chơi mới luôn cần nhiều thời gian để đạt được sự nhuần nhuyễn. Tại câu lạc bộ Viettel, các cầu thủ đã sát cánh với nhau khá lâu nhưng vẫn không hề đơn giản khi muốn theo đuổi lối chơi chủ động kiểm soát bóng. Điều này càng khó gấp bội với U22 Việt Nam khi lực lượng tập hợp từ nhiều câu lạc bộ khác nhau. Một cách vô tình, trên sân hàng đẫy, huấn luyện viên Kiatisak lại mang tới những gợi ý cho huấn luyện viên Chu Xie. Cũng là hệ thống ba trung vệ, nhưng Hoàng Anh Gia Lai không quá đặt nặng chuyện phải cầm bóng quá nhiều. Họ ưu tiên việc kiểm soát không gian và tận dụng thật tốt mỗi tình huống có bóng. Nhờ đó, đội bóng phố núi luôn duy trì được sự chủ động. Được đặt vào một hệ thống hợp lý, cúp Việt của Hoàng Anh Gia Lai tìm được cơ hội dứt điểm và tự tin lập công chỉ sau 4 phút vào sân. Trong khi đó, Khuất Văn Khang bên phía Viettel lại có một ngày tương đối nhạt nhòa giữa một đội hình thiếu ăn khớp. Trong những năm tháng dưới thời ông Park Hang-seo, U22 Việt Nam bất bại trước U22 Thái Lan, 3 thắng, 1 hòa chính là nhờ lối chơi xây dựng dựa trên năng lực của cầu thủ. Từng vị trí trên sân đều nhanh chóng thích nghi và hỗ trợ lẫn nhau cực tốt. Gợi ý từ huấn luyện viên Kiatisak cùng bài học từ thầy Park có thể sẽ giúp ông Chu Xie thuận lợi hơn trong việc tìm ra một phương án tối ưu cho U22 Việt Nam để đánh bại U22 Thái Lan cũng như các đối thủ khác và hướng tới tấm huy chương vàng SEA Games.